Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ Bảy, ngày 11 tháng 11, giá vàng trong nước điều chỉnh giảm không đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 100 cho đến 250 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay ở dưới ngưỡng 1.940 đô la Mỹ một ao, khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ quay đầu tăng trở lại. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 320 nghìn đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên lần trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC cũng đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán giá thấp hơn 20 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán tại SJC 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 300 nghìn đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên lần trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội, khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 70 triệu 300 nghìn đồng một lượng, giá cũng không thay đổi so với phiên lần trước đó. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đã có mức điều chỉnh giảm ở cả hai chiều. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 69 triệu 200 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 200 nghìn đồng một lượng, giảm 200 nghìn đồng một lượng chiều mua và 250 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội, khi ở chiều mua đứng tại mức 69 triệu 200 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 70 triệu 200 nghìn đồng một lượng, giảm 200 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh giảm 250 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 1 triệu đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC giảm 100 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 300 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 80 nghìn đồng một lượng chiều mua và 20 nghìn đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 69 triệu 400 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 300 nghìn đồng một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC giảm 100 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 50 nghìn đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 69 triệu 400 nghìn đồng một lượng, còn là chiều bán 70 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 69 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 70 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn Boss số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên liền trước đó. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 22 triệu 860 nghìn đồng một lượng đến 58 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 24 triệu 860 nghìn đồng một lượng đến 59 triệu 550 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên tuần vào rạng sáng nay tại mức 1.938,15 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm 20,09 đô la Mỹ với tỷ lệ 1,03%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.933 đô la Mỹ và cao nhất 1.960 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 57 triệu đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 13 triệu 300 nghìn đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn Boss số 9 2 triệu 800 nghìn đồng một lượng.
Tiền đến từ Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 37.049 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0,74%. Chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đã chốt toàn tại mức 105,8 điểm, trong phiên đã giảm 0,1%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt toàn tại mức 4,646% một năm, tăng 0,39% trong phiên. Giá dầu thô thế giới cũng đã chốt toàn tại mức 77,6 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 2,12%. Thưa các bạn, những tín hiệu diều hâu từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed ông Powell hôm thứ Sáu đã nhấn chìm vàng trong bối cảnh kim loại quý này đang thiếu các yếu tố hỗ trợ. Cụ thể, trong bài phát biểu tại một diễn đàn ở Washington, ông Powell nói rằng nếu việc thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa là cần thiết, thì Fed không ngần ngại làm điều đó. Ông nói rằng vẫn không chắc chắn liệu lãi suất đã đủ cao để kết thúc cuộc chiến với lạm phát. Sau những bình luận của ông Powell, lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng, khiến cho vàng thỏi vốn không mang lãi suất trở nên kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Chỉ số đồng đô la Mỹ cũng đã có mức tăng hàng tuần lớn nhất kể từ tháng 3, khiến cho vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người mua bằng các loại ngoại tệ khác. Ông Carlo Alberto de Casa, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Quỹ tiền tệ quốc tế Kenesis cho biết, bất kỳ sự thay đổi chính sách tiền tệ nào từ Ngân hàng Trung ương Mỹ cùng với những nhận xét ôn hòa đều có thể đẩy giá vàng lên cao, căng thẳng địa chính trị có thể là một chất xúc tác tăng giá khác. Thế nhưng, những bình luận diều hâu của Chủ tịch Ngân hàng Trung ương quyền lực nhất thế giới ông Powell cộng với sự dịu đi của tình hình xung đột tại Trung Đông, theo nhà phân tích nghiên cứu cấp cao ông Lukman Otuluga của FXTM, đã đẩy khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư tăng cao và gây áp lực lên vàng. Nhìn về vàng trong dài hạn, tâm lý lạc quan của các chuyên gia vẫn giữ nguyên khi nhiều ý kiến cho rằng vàng đang bị định giá thấp rất nhiều và việc kim loại quý này bứt phá trong tương lai khi Fed hoàn thành lộ trình thắt chặt là điều chắc chắn. Các chuyên gia của LG Management dự báo kim loại quý này có tiềm năng tăng lên mức 2.400 đô la Mỹ một ounce trong năm tới. Cùng với đó, thị trường mới đón nhận thêm các thông tin kinh tế tích cực. Cụ thể, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tại Mỹ trong tuần qua là 217.000 đơn, tuy nhỉnh hơn mức 215.000 đơn theo dự báo, nhưng thấp hơn mức của tuần trước đó là 220.000 đơn. Tại Anh, mới công bố tổng sản phẩm quốc nội GDP quý 3 năm 2023 tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, tốt hơn dự báo tăng 0,5%. Tăng trưởng GDP tháng 9 tại Anh đã tăng 1,3% so với tháng 8, cao hơn mức 1% dự báo và cao hơn nhiều so với mức tăng 0,5% của tháng trước. Sản xuất xây dựng của Anh tháng 9 cũng đã tăng tốt là 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, từ đầu tháng đến nay, hàng loạt các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu, châu Á đều cho tín hiệu tăng trưởng tích cực. Cùng với thông tin dự báo lãi suất, đồng đô la Mỹ có thể đã đạt đỉnh. Do đó, giới đầu tư bán tháo vàng để chốt lời và chuyển hướng đầu tư. Nhất là các hợp đồng giao vàng trong tương lai đã được bán mạnh, cho thấy thị trường vàng vẫn chịu áp lực. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 11 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.